tới tiền luôn. Em chào cả nhà coi. Đây, chào mọi người nha. Thì mình mới về luôn nè mọi người. Ủa, thấy không? Một gỗ nó mối luôn. À, thằng màu coi mà cái này nè mọi người. Đó. Ây da. Về tới đây nè, nhờ con gái mình nó quay giùm mọi người. Trời ơi. Nè. Thấy chưa? Quá trời luôn nè. À. Mọi người ơi. Thấy không mọi người? Lần đầu tiên đào cái này nè mọi người. Ui, cầm lên cầm chia sẻ mọi người xem. Bây giờ nó dơ nhìn nó thấy xấu xí vậy, chút mà rửa rồi nó đẹp lắm mọi người. Cái đầu ban chà bá luôn. Trời ơi. Thấy không? Thấy chưa? Một gỗ này cỡ mà gà 2 kg. Tính luôn đắt á mọi người. Tính đắt luôn rồi 2 kg. Trời ơi mọi người. Ôi. Đây. Thôi đầy về đến nhà rồi mọi người. Thì đầy cũng gửi lời chào đến tất cả mọi người đã ủng hộ mình nha. Mình video mình tới đây là cũng là kết thúc. Để đi làm, mai mốt đi làm về còn sớm mình săn bắt cái này kia cho mọi người xem nha mọi người. Giờ thì đầy xin chào mọi người nha. Mọi người, hồi nãy thì đầy cũng chào mọi người mà nhớ sực lại thì đầy quên mà rửa cho mọi người xem đó mọi người. Thì giờ đầy rửa cho mọi người xem nha. Hồi nãy mình chào mà quên rửa cho mọi người xem cái nó mối này nha. Đó, giờ mình rửa. Ơi, thiếu sót nhiều quá ha, mọi người. Mọi người thông cảm nha. Bây giờ mình có cho mình rửa cho mọi người xem chứ. Rửa đi rồi chút cạo nữa để lâu thời gian lâu quá. Giờ mình rửa xương qua thôi. Ủa. Cứng lắm mọi người. Thằng cứng ngắt à. Y như gỗ phai. Rửa xong rồi mình còn cạo ra nữa mọi người. Ồ, thấy đã chưa? À, mọi người. Cái thằng búp này chưa nở nè mọi người. Nè. Nó chưa nở á. Nhìn nó rất đẹp luôn mọi người. Biết nó bự luôn. Cái này là nói chung là nhỏ hơn bữa 2-3 lần. Gấp 2-3 lần cái tay bữa mình đào mọi người. Hồi với một thằng nó hồi sớm á. Nó nở ra nó bị mà mấy con dồi như vậy kia đột ăn đó mọi người. Ui nè cái thằng này nè. Nhầm đó mọi người.
Thấy không mọi người? Thôi vậy là được ha mọi người. Chút còn cạo ra nữa thì nó trắng tươi vậy luôn nè mọi người. Sớm rửa xong mọi người. Bây giờ mình lấy đồ mình kỳ cho nó trắng lên nha mọi người. Và mình chế biến làm những món ăn luôn. Mà bây giờ mình chỉ là rửa rồi xong rồi đầu ngày mơi sáng thì hoặc chiều gì đó rồi mình mới chế biến được món ăn nha mọi người. Tại ngày mơi mình ngày mình đi làm rồi, có thể chiều rảnh mình mới làm được. Bây giờ tiến hành là mình rửa cho nó sạch thôi nha mọi người. Đó, được gõ mọi người. Rồi tới tiếp tục thì đầy sẽ lấy dao mình gọt nha. Để chế biến món ăn nha. Cái này mình ngâm nước muối rồi và gọt lại cho trắng. Ngâm nước muối cho trắng luôn rồi. Nè. Cái thằng bự lắm mọi người. Trời. Rồi búp nữa nè. Đó. Trắng rồi cũng vậy. Ủa. Gỗ luôn à. Tới tiền luôn. Em. Chào cả nhà coi. Này vợ mình tiếp mình gọt này nha mọi người. Hồi nãy mình ra ngoài mình bơi mình đào bị đứt tay rồi. Giờ mình không có đụng nước được, nó gác quá. Giao vợ mình gọt và bào nó ra. Chỗ nào dơ với mình tiễn lại nha mọi người. Tiễn lại nó bị mà úng hư khúc gốc á. Nở bự quá, con này con kia vô nó đục. Mấy cái vụ đó đừng bỏ. Tiễn lại bỏ ra biết nhiều mọi người. Tại con này con kia nó đục vô nó ăn á. Tại cái này nồi nấm này nó trồi lên mặt đất á, là con này con kia lại là ăn liền. Mình cũng nghe người ta nói lại vậy thôi chứ mình cũng không gành nha mọi người. Mình tiện mấy cái cũ đó nên bỏ nè, gọt bỏ nè mọi người. Ui gọt cho hao trời, cái đó được nồi cháo luôn á. Hư hết trơn rồi. Quá uổng rồi mọi người. Làm kỹ thì ăn ngon mọi người ơi. Bỏ nha. Ừ. Bỏ nha. Còn không? Bỏ rồi. Gọi bỏ đi chứ làm sao giờ. Còn cái này nè, mình gọt sạch đây nè. Rồi cái nào bỏ đi. Rồi cái nào lấy lại. Ừ? Củ không nặng. Nặng lắm. Sống nặng trời. Củ như củ phai vậy á. Nặng lắm á mọi người. Nè con ống tỉnh ăn nè. Kìa. Nấm này ngọt quá mà. Ôi trời. Y củ phai lan luôn á. Thân nó cỡ này nè. Búp nè. Trời ơi. Thấy mê quá. Nè còn mấy cái tay lá nở ra nè. Củ nào bự quá để cắt vỏ. Cắt làm hai nha. Hả? Cắt làm hai. Ừ, cắt làm hai đi. Nè, búp nè. Bị con dễ đục. Ngọt nương nương chứ trời, phí gì? Uống. Ây, mà lan trắng. Thank you.
giai đoạn mà vợ mình xào nha mọi người, tiến hành xào. Giờ nấm mà nói chung nó giờ mình bằng sạch thì để đông cũng được mà mất chất ngọt rồi, mình xào đi, mình xào sẵn để đó rồi chế biến qua. Đây là một đầu bếp nữ vô bếp luôn ta. Nên mốt mặc áo da ta vô nha, để văn mở vô phỏng nè. À, xào ai biết gì lấy chảo bự được rồi. Nấm này dễ ăn. Ồ, nè. Thơm quá. Mọi người dòm thấy thôi chứ có ngửi được đâu. Mà nó bốc mùi lên thơm. Xào sao mà nó phật lửa lên luôn á. Xào 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 để tôi mà vô bếp mà cháy lửa lên luôn. Đâu phải vào bếp đâu. Nó bốc nè. Được gì nè, thấy người bán mới có tiền. Đâu, ở đâu có bán. Gặp được nhổ về ăn là hên lắm rồi. Cái nào cũng được gì nè ha. Ừ. Cầm cái búp lại coi ai. Ủa búp nó ngon quá trời. Đâu rồi? Đó đó đó. Ừ. Nó giòn. Từ từ ơi. Búp mấy người. Gấp mấy nằng nấm kia ha. Nấm này nè. Nấm mới mà coi nè. Đó nó mới mồ côi, lo có một tay sao mà mình thấy một cái ảo nguyên chùm luôn trời. Nói chung là một chỗ nhiều không có, một chỗ hai ba tay mà vòng vòng xung quanh đó thì nó nằm cho một cụm vậy đó. À, xạo này chung rau cải gì nghe nói mà đọt có muốn đọt lan vậy đó mà xào chung ngọt lắm mọi người. Chưa có ăn thử cái món mà xào đó. Giờ mình nghe nói là tao nói là cứ hái về làm sạch ngâm muối gì đó xong rồi xào mỡ để đó nha mọi người. Xào dầu nè cũng được, có tích mỡ xào khỏi chê luôn. À, xào xong để đó rồi chế muốn ăn, muốn chế biến món gì cũng tùy nha mọi người. Bữa có mà kênh nào kêu anh nói mà nấm mối này mà em đi chiên gì ta, chiên bánh xèo, chiên tôm gì ta, ngon lắm. Này chỉ bánh xèo chứ tôm gì. Xào làm nhân à, đủ thơm kìa. Thơm thì cái nhà ơi. Nãy quên sắc mấy này nhỏ nhỏ để nó bự quá. Gọt ra mỏng mỏng sợ sợ gì đó. Đó. Xè ra. Ngon chưa? Trắng tươi rồi ha. Ừ. Củ dừa vậy. Làm kỹ lắm luôn rồi đó. Ngon rồi đó. Thơm dữ. Rồi. Chịu không? Nuốt miếng luôn hả? Lên đây mới được ăn nấm này đó. Ở quê làm gì có.
Sao nó ra nước ta? Sao không? Nó... tại trời mưa không? Không phải, nãy giờ mà gọt ngâm nước mà kiếm ra nước. Nước nó ngọt. Ăn thử cộng ngay cho cái nhà xem coi. Em hả? Ăn thử cộng ơi. Cộng hả? Ừ. Cái búp kìa, cái búp đâu? Đang kiếm nè. Búp đâu rồi? Đây. Rồi rồi. Ừ, ăn cái búp đi. Đây gấp búp đi. Nóng. Sao? Giòn. Giòn sao nữa? Ngọt. Thơm thơm, béo béo vậy á. Ừ. Thôi mai mốt là cầm máy em quay đi, tôi xào đừng tôi ăn, em ăn tôi chịu hết nổi rồi, thèm miếng, chảy miếng luôn. Ăn không? Cho thử miếng nè. Không. Ừ. Như vậy. À, ăn nha mọi người. Bốc nè, nóng nha. Sực sực đúng không? Ừ. Giòn. Ủa, thơm. Thơm ngon lắm. Cái nhà. Đúng không? Thôi, có đứa chừa cho nhỏ đi. Nào, chồng ăn hai cướp được rồi. Thơm quá cả nhà ơi. Bây giờ thì đã cũng xào chín rồi mọi người. Thì giờ vợ chồng đầy chia sẻ với mọi người đến đây là cũng kết thúc rồi mọi người. Rồi chào mọi người nha, chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha mọi người. Chào em ơi. Chào.